Xin chào cả nhà. Bữa nay cũng khá là bất ngờ khi mà nhận được cái thùng này. Cái này là cái bô mình vừa mới order cách đây khoảng chừng 2-3 ngày thôi. Nhưng mà không ngờ bây giờ mình vừa mới nhận được luôn. Thì nó sớm hơn so với bình thường mà mình mua hàng. Thì cái hiệu này là hiệu em mua. Trước khi mua cái hiệu này á thì mình cũng dành thời gian khá là nhiều để mà tham khảo nhiều kiểu khác nhau. Thì cuối cùng á thì mình lại chọn mình thích cái Enfo này, tại vì á cái Enfo này rất là nhiều người xài và người ta đánh giá rất là cao về cái dòng Enfo này. Cho nên là mình quyết định mình chọn cái loại này. Loại này thì cái tiếng nó cho ra rất là trầm ấm và nó to hơn so với những cái loại khác. Thì đối với mình á thì mình thích cái loại nào nó to hơn chút xíu và cái tiếng nó trầm ấm. Tại vì lúc trước thì mình có tham khảo như là SC hoặc là Akovovic. Thì SC thì nó nghe to nhưng mà cái tiếng nó khá là đanh, nó nghe nó chát tai, cho nên là mình cũng không có thích lắm. Với lại mình thấy có nhiều người dùng rất là nhiều. Còn Akovovic thì mình thấy cái tiếng nó không có lực nhiều. Nó nghe cái tiếng hơi nhiều hơn là cái lực chừng nào mà mình chạy với cái vận tốc cao ấy, thì cái tiếng nó ré lên. Nhưng mà đối với cái này á thì mình chạy với cái tốc độ bình thường ấy, thì cái tiếng cái độ trầm ấm của nó cũng cho ra rất là ok, nó có lực hơn, cho nên là mình quyết định chọn em này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái thùng ra để coi bên trong nó có cái gì. Mình không biết ở Việt Nam á, thì người ta có chuộng cái hiệu Enfo này không, nhưng mà ở bên này á Mỹ nó rất là chuộng. Mình thấy phần nhiều thì người ta dùng cái loại này cho xe hơi á rất là nhiều, nghe tiếng rất là hay. Còn ở Việt Nam thì mình không có biết, tại vì mình cũng ít thấy cái loại này xuất hiện ở Việt Nam. Hôm bữa thằng bạn mình cũng có mua một cái Enfo cho chiếc CDO 1000 á, thì nó kêu rất là to, kêu rất là uy lực luôn á, tiếng nó rất là hay, nó trầm ấm lắm. Chừng nào mà nó nẹt bô lên mà giống như đi sau lưng mình mà nó phóng tới á thì có khi mình hết hồn luôn á, tại tiếng rất là to. Và đồng thời là nó cũng phụ thuộc theo từng cái dòng máy khác nhau. Ví dụ như là xe mà từ 600 trở lui á thì nó cũng khá là mạnh, nhưng mà nó có giới hạn. Mà chừng nào lên 1000 á thì cái tiếng nó có lực hơn. Thì tiếng mà nó mạnh, nó có power, nó mạnh hay không á thì nó cũng phụ thuộc vào cái xe của mình nữa. Chứ nếu mà ví dụ các bạn mua bô thiệt là ngon, thiệt là xịn luôn, nhưng mà mình bỏ vào những cái dòng mà xe hai máy 250cc hay là 300cc gì đó thì cái tiếng nó cũng bình thường rồi. Nó nghe nó ấm hơn chút xíu thôi, nhưng mà mình thấy nó cái tiếng nó cũng ok bình thường thôi. Ồ, nó khá là nhẹ luôn nha các bạn. Quá nhẹ luôn á. Ồ, cái phần này mình không biết là nó làm bằng titan hay là thép nữa, mà nhìn nó giống như titan á. Mình và cái shape của nó, cái shape của cái bô này mình rất là thích nha. Nó làm cái kiểu nói sao ta, nó tự tự như là bầu dục vậy á. Mà nếu mà đối với mình á, mình thấy cái kiểu mà nó tròn như vậy thì mình lại không thích. Nhưng mà nó có cái shape hơi chặt cạnh góc như này thì mình thấy nó cũng khá là ngầu. So với cái bo-ring của mình thì cái này nó gọn hơn rất là nhiều. Rất là nhẹ nha. Rất là nhẹ luôn. Cái này là full carbon fiber luôn. Thì cái này như các bạn ai cũng biết là cái này, cái phần này á thì nó giúp chiếc xe mình không có bị nóng, giúp cho cái phần bô mình khi mà mình chạy một thời gian á thì lỡ mà mình đụng phải vào cái bô á, nếu mà bằng thép á, mà những cái bô mà bo-ring của mình á mà đụng vào, mà nếu mà chạy khoảng chừng 1-2 tiếng gì đó mà đụng vào thì nó bỏng ngay. Nhưng mà cái này thì nó giúp cho cái bô nó không có bị quá nóng, thì lỡ mà đụng chân vào á thì mình vẫn không có bị gì hết. Cái thứ hai nữa thì nhìn nó rất là đẹp. Cái này là đồ thiệt á, cho nên là nhìn nó rất là ok. Ok, bây giờ mình tiếp theo thì mình sẽ mở cái bo-ring ra.
mình đã tháo cái bo-ring ra rồi. Bây giờ mình sẽ so sánh cái độ cân nặng của nó. Mình sẽ cân cái này trước nha. Mình cân cái bo-ring trước để coi cái độ chênh lệch trọng lượng của nó là bao nhiêu. Để coi sau khi mình gắn thì mình giảm được bao nhiêu ký ha. Ok, cái bo này không á là hơn 3,5 ký. Là cái bo-ring hơn 3,5 ký cho gần 4 ký ha. Ok. Nó khá là nặng nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái bo mới lên để coi bao nhiêu ký. Bo này thì đúng 2 ký luôn. Bo này là đúng 2 ký luôn. Thì nó nhẹ hơn được một hơn 1,5 ký. Có nghĩa là nhẹ hơn gần 2 ký đó. Thì nó cũng khá là nhẹ. Ok. Tiếp tục thì mình tiếp theo thì mình sẽ gắn cái bo này lên ha. Cái bo này gắn rất là lẹ nha các bạn. Thời gian thì khoảng chừng gắn vào khoảng chừng 15-20 phút thôi. Rất là đơn giản, mình chỉ tháo một cái con ốc dưới này và con ốc dưới này thì lắp vào thôi. Nó rất là đơn giản, rất là easy luôn. So với cái CBO 600 hôm bữa của mình á, thì gắn nó rất là cực, nó lâu, mất thời gian rất là nhiều. Tại vì cái phần cái bo nằm trên này á, cái phần bo nằm ngay đây thì nó sát với cái con ốc ngay đây nè, cho nên là rất là khó để mình gắn vào, mình mất rất là nhiều thời gian để mới gắn cái bo đó. Còn cái bo này thì rất là đơn giản luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cái phần thử bo để nghe tiếng nó như thế nào. Mm-hmm.